Rồi bây giờ mọi người xem nhé, các bạn có gì đó để đến sau này. Thì về mùa đông ấy thì bản chất nó lạnh thì nó sẽ gây hiện tượng gì đấy, mất ngủ, lạnh cả đêm không ngủ được, có khi sáng mới ra sờ chân vẫn thấy lạnh sau một đêm. Có người thì lạnh chân này khiến cho cái người nằm bên cạnh khiếp sợ, kinh hồn, chạm vào kinh hồn luôn, sợ luôn, xoát. Đấy, rồi lạnh chân này nó khiến cho mình bị ho này. Thế thì mình làm cho cái chân ấm này thì ngủ ngon này, thứ hai là không bị ho này. Nhưng mình xem cái trường hợp này, cứ bỏ tất ra 5 phút là bị ho, là bị cảm hàn luôn. Lấy dầu cao này, mình bôi có khoảng 2-3 hạt bôi, mình bôi đậm từ gót chân này, đấy. Rồi từ ngón chân lên tận đến ngón chân cái, và mình chỉ cần bôi ở cạnh bàn chân thế này thôi. Mình hoàn toàn là dùng cây giò và cào diện trần và dùng cao này, mình không dùng tay, mình không bôi trực tiếp tay, hoàn toàn dùng dụng cụ để mình nó không gây bệnh người ta nhìn thấy và bôi được. Và mình dùng cái đầu cây giò này mình tán ra nó sẽ đều, nào tay mình sẽ không hề dịch cao, tay mình nó rất là lịch sự. Đấy, bôi đậm này, bôi hết chân này rồi mình lại bôi sang chân kia thôi. Cao này là cao cúc vàng, đây cao cúc vàng đấy, bằng hạt ngô này mình sẽ bôi, lấy cao bằng 2-3 hạt ngô, xong đó mình sẽ dùng cái giò để mình tán đều này. Các bác đằng sau thì đứng lên trên này, đứng lên đằng sau này, đấy bác đứng đấy, bôi đều này. Mình nhìn được đậm này, đậm như là gì, bôi mỡ bò. Các bác cứ đứng thẳng vào đây, đằng sau đứng lên trên này. Cái mùa đông ấy, chị em phụ nữ là bị rất là nhiều người bị cái này. Và thường các chị em sẽ chọn cái cách là gì? Sẽ chọn cách đó là gì? Ngâm chân. Tuy nhiên ấy, bây giờ đến đêm mình chỉ muốn đi ngủ lại để không ngủ với gì ngâm. Có những ngâm chân như thế đấy, cẩn thận nước sôi thì còn dễ gây bỏng. Thì theo thống kê là vào mùa đông là dễ gây bỏng nhiều nhất. Rồi mất thời gian đợi chờ dẫn đến mình lại thức khuya. Thế thì mình chỉ cần có gì? Có cây cào nó cao để trên giường, nó bắt đầu lên trên giường ngủ chỉ cần bỏ ra 5 phút, sau một tuần là chân sẽ ấm. Rồi bôi đậm dầu cao được rồi. Bây giờ mình sẽ làm gì? Mình sẽ cào này. Mình sẽ chia thành hai đường, đường này trước thành một đường, đường trên này trước thành hai đường. Rồi mình sẽ cào khoảng 50 lượt quả đi cả về được tính là một lượt. Đi gần về. Rồi hết cái đoạn. Chân mình cứ thử chia thành 3 đoạn cào nó dễ. Mình thuận tay đi cào nhanh. Nó chỉ cần chạm trên lưng mặt ra, không cần phải ấn mạnh tay quá. Thì cào này giống như gì? Giống như cái cậu đánh giày ấy. Tay nó nhanh như thế. Thì cào này nó lợi thế hơn là ngâm chân là gì? Nó sẽ đẩy tận cái hàn bên trong ra ngoài. Nó không những làm ấm tại cái lúc mình cào mà sau nó còn đẩy tiết ra và nó sẽ ấm dần trở lên. Thì mình cũng chỉ làm như thế này trong khoảng một tuần thôi là được rồi. Chứ còn ngâm chân kia thì sẽ phải ngâm mãi. Đấy, cào mỗi nơi khoảng 50 lượt hoặc 50 tiếng đến. Rồi hết 3 đoạn ở giữa thì rồi bây giờ mình sẽ cào như thế này. 50 tiếng đến. Cào đi cào lại là một lần ạ? Vâng, cào đi cào lại các bạn. Đang tính là thích 30 tiếng đến. Rồi tiếp theo, 30 tiếng đến. Rồi đây nữa cũng 30 tiếng đấy, đây là cào nhanh hơn chút, đang làm mô và đằng nào cào cũng đủ 50 tiếng đấy. Nhưng mà đếm cứ cào đi cào lại này một cái đếm mà cào đi cào lại dùng tay này, em xoa từ gót chân lên trên này vài chân cái thì ở nhà mình vẫn phải xoa đến khi nào mình nóng mình thôi, là mình hai chân cái cả lên là xuống, mềm tay ôm sát tay vào, ôm sát tay vào bàn chân, cào mạnh hơn nữa, nhanh nữa. Đấy. Thì mình xoa tay như này có tác dụng nhiều gì? Làm bấm chân ngay lập tức và đi ngủ luôn. Thì cái chiêu cào này nó đẩy hết hàn bên trong rồi. Chiêu xoa này làm ấm thay. Cứ xoa đi xoa này như vậy khoảng 200 đến 200 đá. Xoa nhẹ một chút, còn mình tay đã ôm sát vào chân. Đấy, ôm sát vào chân. Đấy. Ở đây mình để mô chứ mình làm đủ 200 cái. Bây giờ sang chân này. Chân này cũng tương tự như vậy. Mình đã bôi đậm dầu cao vào nãy rồi, mình sẽ chia thành hai đường, đây một đường, hai đường, rồi mình chia thành ba đoạn,
trên ba đoạn qua là để nó dễ cào thôi, thuận tay mình cào sẽ ngay. Tức là gì, cái cào này nó chỉ chạm trên mặt da, không cần phải ấn, không gây đau cho họ. Đấy, chạm trên mặt da khoảng 50 tiếng đến. Tiếp theo này, tay mình mềm ra thả lỏng, tay mình chỉ chuyển động tay thôi, giống như cái cậu đến dành thôi. Đấy, nhà là vừa 50 tiếng đến, cào. Đấy, từ gót chân đến ngón chân. Rồi tiếp theo mặt trăng này, mình chỉ cần bôi dầu ở cái cạnh trong của bàn chân, không cần bôi dầu hết. Tí nữa mình dùng tay mình xoa nóng lên là nó tắt đi. Và theo như diện trần thì sao, cái vùng má trong của bàn chân này đó là gì ạ? Đó là cột sống. Những người đau lưng tác động vào đây cũng chữa cho cái vấn đề đau lưng, trong phần kinh quả nó cũng sống. Rồi cái vùng này nữa của diện trần là vùng cổ ngón chân cái, đó là gì nào? Đó là cổ họng. Người mà bị ho, bị đau cổ họng làm các nơi khác không được, hãy chú ý đến cái vùng này. Thì bôi dầu cao ở đây hoặc là tiện thể mình cào lên vùng này. Những người lạnh chân hay bị ho, những cái trường hợp tên bệnh viên là bỏ tất cả cái là ho rồi. Đấy, mình tìm đến. Rồi, bây giờ anh lại xoa. Anh lại xoa. Anh đều xoa lên xoa xuống. Lên xuống, cả lên cả xuống. Anh lại nhanh lên xuống. Đấy. Thì chỉ cần hai chân cái thôi, chân mình sẽ ấm. Và khi chân ấm, toàn cơ thể mình sẽ ấm. Người nóng chân. Rồi bắt đầu nóng. Nóng cái là vào sàn, cái là ấm sàn. Đấy thì mình làm cái này điều như thế nào. Cứ làm như này xong rồi mỗi tối trước khi mình làm, trong khoảng 7 ngày, 8 ngày, 1 tuần là sẽ ấm. Chỉ cần là 1-2 lần thôi đã thấy có khác được ngay lần đầu tiên thì thế thôi. Và sang mùa đông năm sau cho nó lại lạnh thì mình phải làm gì? Phải làm tiếp, nhưng mà hầu như không cần, chỉ cần 1 năm làm này. Đó, làm này luôn, hãy luôn lên đây. Thì lúc đấy cái chân thì cũng lạnh ấy, mình cào không dầu, không cao. Còn bây giờ đang lạnh thì mình lạnh. Giờ ra bấm rồi. Rồi, ok. Rồi, những người khác làm tiếp tục thực hành cho nhau nào. Rồi, mọi người làm cho nhau đi ạ. Tắt mồ hôi thì em chỉ cào không thôi, không không dùng dầu cào nữa. Thì cũng cào như thế. Lạnh đâu thì cào đó. Cứ lạnh đâu thì cào đó. Bây giờ mình phần sơ kiểm tra xem chân có lạnh không. Mình dùng mu bàn tay kiểm tra trên trán, mũi và cằm và bàn chân xem chỗ nào lạnh nhất thì cào chỗ đấy. Mu bàn tay cơ mà. Mu bàn tay kiểm trán, mũi, cằm và bàn chân chỗ nào lạnh nhất. Rồi, bye bye cả nhà.